Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, các bệnh viện của quân khu 7 đều triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, nâng cao cảnh giác phòng chống dịch và duy trì hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của truyền hình quân khu 7 tại Bệnh viện Quân y Miền Đông, Cục Hậu cần Quân khu. Bệnh viện Quân dân y Miền Đông phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân, trừ các ca cấp cứu hơn một tuần do có ca nghi nhiễm đến khám kể từ chiều ngày 28 tháng 5. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, số lượng người đến khám giảm hơn nhiều so với ngày thường. Tất cả đều phải tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế và các quy định kiểm soát chặt chẽ của bệnh viện. Để được vào khám, ngoài việc đo thân nhiệt, khai báo y tế, bệnh viện triển khai buồng cấp cứu sàng lọc, test nhanh COVID-19 ngay tại cổng chính. Đây được xem là cửa ngõ kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm để tiến hành cách ly, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động của bệnh viện. Ở bản thân em khi đến đây khám bệnh thì bệnh viện chặt chẽ thì thấy cũng không gì phải phiền hà mà lại an tâm hơn. Khi bản thân mình không biết khi tiếp xúc mọi người sẽ bị thế nào thì test nhanh vậy cũng là một biện pháp nhanh để biết mình có bị hay không. Thực hiện nghiêm lệnh cấm trại của tư lệnh quân khu, bệnh viện không giải quyết đi phép, tranh thủ về các địa phương có dịch đối với quân nhân, xây dựng kịch bản diễn tập các tình huống xảy ra, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ, kết hợp bố trí các bảng khuyến cáo trong các khu vực trung tâm của bệnh viện, thực hiện nghiêm nguyên tắc, luôn cảnh giác, phòng ngừa, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra. Trong cái thời gian diễn biến dịch phức tạp thì để bảo đảm cho cái hoạt động bệnh viện thì do cái lượng khám bệnh giảm nên chúng tôi điều chỉnh 50% nhân viên làm và 50% nhân viên nghỉ trong cái thời gian 2 tuần để khi mà có vấn đề thì chúng tôi có lực lượng để tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện. Trong cái hoạt động thì chúng tôi tăng cường cái công tác 5K cho nhân viên cũng như là cho người bệnh. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng vũ trang quân khu khi tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các bệnh viện của quân khu 7 đã bắt đầu tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu. Riêng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông đã thành lập 6 tổ, mỗi tổ 5 đồng chí để tiêm ngừa vaccine COVID-19, tiến hành tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, thành lập đội cấp cứu theo dõi và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, bảo đảm vận hành hết năng lực có thể tiêm số lượng 1.000 liều vaccine trên ngày. Tiêm ngừa vaccine thường lo lắng về cái phản ứng phản vệ. Tuy nhiên thì qua cái quá trình tiêm tại bệnh viện thì phần lớn là không có các cái phản vệ, cũng không có phản ứng. Nếu có phản vệ thì bệnh viện đảm bảo cấp cứu thành công. Lý do là mình có cái quy trình xử lý phản vệ đảm bảo chặt chẽ an toàn. Đến nay, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho 4 đơn vị theo kế hoạch được giao, số lượng gần 1.300 liều. Các bệnh viện Quân y 7A, Quân y 7B đều triển khai tiêm đợt 2 và đợt 3 với gần 4.000 liều, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021, kết quả đảm bảo tuyệt đối an toàn. Như vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì vaccine ngừa COVID-19 đang là một giải pháp quan trọng bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và cộng đồng, giúp cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường. Nằm trong kế hoạch trao tặng 5 tấn rau xanh củ quả và 8.000 quả trứng của quân khu 7 cho nhân dân tại các điểm cách ly trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp, sáng nay sư đoàn 5 tiếp tục bàn giao các sản phẩm tăng gia đợt 2. Chúng tôi có mặt tại một gian hàng không đồng trên đường Ngô Thời Nghiệm, phường 17, quận Phú Nhuận, do Ủy ban Nhân dân phường 17 tổ chức với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, trong đó có các sản phẩm tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 quân khu 7 đã đến với người dân trong khu vực phong tỏa theo dõi dịch bệnh COVID-19. Những món quà của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 gửi đến người dân với tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng
các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, củ quả và trứng được gửi đến tận nơi phong tỏa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân đang thực hiện lệnh phong tỏa. Đại diện cho bà con khu vực phong tỏa, thì trước tiên là cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của quân khu. Thì đối với những cái phần quà thiết thực như thế này trong cái thời gian mà khu vực phong tỏa thì nó mang lại một ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là nó tạo cái sự chăm lo tốt cho cái người dân khu vực phong tỏa. Thứ hai là cũng tạo cho cái người dân được cái tư thế là yên tâm chăm lo. Vì vậy thì cái chuyện công tác phòng chống dịch nó sẽ tốt hơn. Dạ, là từ khi phong tỏa từ hôm 31 giờ thì nói chung là nhiều đơn vị cả phường rất quan tâm và chăm lo đến đời sống của bà con trong khu vực cách ly. Chỗ trong khu vực cách ly là khoảng được 1.000 người dân và 384 hộ. Đấy là 1.000 người dân. Hôm nay sư đoàn Nam đến là hỗ trợ cho bà con thì người dân rất phấn khởi. Những phần rau xanh, củ quả và trứng tuy không nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhưng với những gì cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 gửi đến, bà con khu vực đang bị phong tỏa cũng phần nào yên tâm để tiếp tục cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Tuy món quà không giá trị nhiều về vật chất, nhưng quý ở tấm lòng người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Nay cô nhận của sư đoàn 5 quân khu 7 món quà là rau và trứng. Cô thấy các chú tận tình giúp đỡ cho dân, dân rất cảm ơn và rất vui. Đã hơn một tuần qua, gian hàng không đồng đã phục vụ miễn phí cho các hộ dân nằm trong điểm cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại hẻm Ngô Thời Nghiệm, phường 17, quận Phú Nhuận. Gian hàng này mở cửa thường xuyên với mục đích hỗ trợ một số đồ dùng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho bà con đang thực hiện lệnh cách ly, còn giúp những người đang cách ly cảm nhận được sự quan tâm của các đơn vị hỗ trợ trong và ngoài quân đội với người dân. Lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tổ công tác thuộc đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên đoạn biên giới phụ trách thì phát hiện một đối tượng đi từ phía lãnh thổ nước Campuchia qua biên giới về Việt Nam theo đường mòn tại khu vực cột mốc 189.1 ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ, đồng thời đưa về chốt biên phòng số 1 để làm rõ. Qua khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Dốn, sinh năm 1968, địa chỉ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới không đúng các điểm quy định. Sau đó tiến hành bàn giao đối tượng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đức Huệ đưa đi cách ly theo đúng quy định. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin truyền hình Quân khu 7 online ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin lần sau.